Một ca khúc tiếp theo Bảo Thi xin được gửi đến là một ca khúc có lẽ Bảo Thi nghĩ rằng đây là một trong những bài hát rất rất là quen thuộc với tất cả những ai theo đạo Công giáo. Vì hầu như thì đêm nào trước khi ngủ và sau khi đọc kinh xong, Bảo Thi luôn hát ca khúc này. Có những lúc có thể hát được thành lời, mà có những lúc thì chỉ có thể hát ở trong lòng mình thôi. Thi xin được gửi đến tất cả quý cha, đức cha, quý tu sĩ cũng như giáo dân của chúng ta một bài hát được mang tên Năm Xưa Trên Cây Sồi. Và Thi hy vọng rằng ca khúc này quý vị sẽ cùng cất giọng hát cùng Bảo Thi để chúng ta có thể gửi ca khúc này đến mẹ Maria. Mọi người trong cộng đoàn có đồng ý không ạ? Thế nào, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, mời ban nhạc. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tuôn dùng máu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Xin cảm ơn rất nhiều. Con rất là hy vọng mà